Giàn cast ê nhỏ lớp trưởng nghĩ gì về him? À, ốm hơn. Thấy có khác gì đâu, vẫn vậy mà. Anh có sửa gì không? Anh có sửa gì không? Cái nết của em, cái nết của em. Mày thấy him sao? Đẹp trai. Quá đẹp trai luôn. Bà thấy sao vậy em? Ngon, ngon hơn. Ngon hơn nha, cho tao về đi. Em thấy sao vậy em? Ngon. Thấy em sao? Hả? What the hell? Bị trễ deadline quá. Nhanh nhìn Bin, Bin thấy em sao? Mình thấy hiền sao? Đẹp trai. Mình chưa vừa lòng được lắm. Cũng làm phiền anh nữa. Leo, em thấy anh sao? Anh hả? Anh luôn tuyệt vời cho mình mà anh hỏi. Ừ, cái gì?